Chào bạn, tôi là Vũ Đức Quân, tôi đến từ Công Audio. Bạn là người mê âm thanh và ở nhà bạn đang có một bộ dàn âm thanh high-end. Nếu bạn là người đam mê loa kèn giống tôi thì mời bạn xem tiếp video này. Ở trên thị trường audio ở Việt Nam thì cũng có khá nhiều hãng loa kèn, nhưng nổi bật lên thì có mấy cái hãng rất là quen thuộc, đó là Acapella, Avantgarde hay là Odeon, đều đến từ nước Đức. Và sau đây tôi xin giới thiệu đến bạn một cái hãng loa kèn hàng đầu của Đức, được báo giới đánh giá là cũng như là hàng đầu trên thế giới, đó là hãng loa kèn Sesado Horn Acoustic. Tôi sẽ nói cái phần video này thành hai phần. Phần thứ nhất là những cái đặc điểm nổi bật của hãng loa kèn Sesado Horn này, và thứ hai nữa là một số những kỹ thuật để tạo lên cái sản phẩm này. Như tôi nói là báo giới đánh giá là loa kèn Sesado Horn này là loa hàng đầu trên thế giới về loa kèn số 1, thì tôi cũng đi tìm hiểu các thông tin để về cái sản phẩm này thì tôi thấy một số vấn đề như sau. Đầu tiên là ông Ralph Krebs, chủ hãng Sesado này, trước khi sản xuất Sesado thì ông có đưa ra hai cái mục tiêu. Mục tiêu nhất là phải tạo ra được một cái loa kèn thực sự, gọi là ra cái âm thanh trung thực nhất và như sân khấu thật. Với thứ hai nữa là muốn phát triển cái kỹ thuật loa kèn lên một cái tầm cao mới đó. Với hai cái mục tiêu đó thì ông đội ngũ của ông phải buộc phải vượt qua những cái rào cản, ví dụ như là không được hạn chế về mặt trọng lượng và khối lượng là thoải mái. Thứ hai nữa là không hạn chế về mặt vật tư vật liệu, cũng những cái củ loa này và những cái chất liệu này phải sử dụng những chất liệu tốt nhất. Và thứ ba nữa là họ phải nghiên cứu những kỹ thuật tốt hơn cái kỹ thuật hiện đang có, để cho cái loa kèn nó tốt lên thì họ phải nghiên cứu kỹ thuật cao hơn. Và cái thứ tư nữa đó là về kỹ thuật để sản xuất, những công thợ cũng như là những cái thợ thủ công, họ thuê những thợ thủ công mà và nghệ nhân rất là giỏi ở Đức để làm ra những cái sản phẩm phải rất là kỹ lưỡng thì mới ra được cái mục tiêu của họ mong muốn. Và cái điều thứ để và kết quả cuối cùng là những cái loa Sesado thì có trọng lượng rất là lớn. Cái đôi nhỏ nhất là đôi Warner đã nặng đến 200 cân, và cái đôi nặng nhất của họ là nặng tới 4 tấn rưỡi, là đôi Sesado Omega 1. Và khi báo giới có hỏi ông Radcliffe là có nhất thiết phải to nặng như vậy không hay là có thể nhỏ bớt đi không, thì ông trả lời rằng là không thể làm được, nếu như nhỏ đi thì hiệu suất nó sẽ rất là kém đi, và buộc là ông phải, để mà đạt mục tiêu thì ông phải làm cái loa to như vậy. Với thứ hai nữa rằng là Sesado cũng được báo giới đánh giá rằng là những cặp loa đắt nhất thế giới. Thế vì tạp chí MillionDollarStereo.com có xếp hạng rằng là đôi Sesado Omega 1 là đắt thứ hai ở trên thế giới, nhưng mà đôi đắt nhất thì lại là đôi loa không phải loa kèn, cho nên là Sesado Omega 1 là đôi loa kèn đắt nhất ở trên thế giới. Và loa kèn Sesado này thì họ theo cái triết lý Baroque. Triết lý Baroque là triết lý theo cá nhân hóa theo cái từng cái khách hàng khác nhau. Tức là khách hàng có thể đặt đôi loa theo ý của mình. Tức là gì, họ đưa ra rất nhiều cái option để khách hàng có thể lựa chọn đặt. Đầu tiên có thể là bạn có thể chọn cái màu loa kèn này theo 9 cái màu. Ví dụ như có thể là màu riêng màu nâu thì nó đã có 4 màu nâu nhạt, màu nâu đất, màu nâu đỏ, cũng như màu nâu thường, cũng như là cái màu xanh, cũng có mỗi màu xanh và màu tím, có cả màu tím hoa cà cũng như là tím nhạt, để cho cái kèn này nó theo cái ý của chủ nhân. Thứ hai nữa là cái hồi gỗ hai bên cái thùng loa này thì cũng có 8 cái lựa chọn bởi những cái veneer rất là đặc biệt, có thể kể đến như là sồi Mỹ, sồi Ý, hay là óc chó, hay là những cái gỗ mắt chim đó, để tạo ra một cái hồi cái khách hàng để lựa chọn cái veneer của cái hồi gỗ này. Thứ ba nữa là riêng cái kèn này, cái tép này thì khách hàng cũng có thể lựa chọn vài cái tép cao cấp hơn cũng như là đẹp hơn với cái loa chép này đó. Và một cái điều vô cùng quan trọng nữa đó là cái cấu hình của cái loa này có thể được thay đổi theo ý chủ nhân. Đây là đôi Alpha 2, và nếu như mà bạn mà muốn đặt thì họ có thể làm thành một đôi 4 đường, có 3 đường tiếng. Hiện nay là đôi này là 3 đường tiếng, là chép, trung và bát.
nhưng bạn có thể đặt thành 4 đường tiếng, đó là gì, họ có thể thêm một chép ở đây đấy, và họ có thể nâng cái ván này cao lên để trở thành một, và thứ hai hoặc họ có thể thay cái loa bass này bằng một cái kèn kích thước là 103 cm, đó, thay cái kèn này thành một cái kèn to hơn, hoặc họ có thể thêm cái module bass horn ở bên ngoài, bass điện bên ngoài để cấu hình của cái loa này trở nên to lớn hơn rất nhiều. Đó là chính là triết lý best box của Sesado, là làm đặt hàng theo từng cái khách hàng khác nhau. Và tiếp theo nữa đó là cái hình thức của cái loa Sesado này thì nó rất là cao lớn. Ông ấy muốn làm ra những cái tác phẩm, một cái loa kèn như một cái tác phẩm nghệ thuật rất là cân đối và được điểm nhấn bởi những cái kèn này màu sắc rất là đẹp và bày trong ngôi nhà mình rất là tuyệt vời. Và điều thứ tư tôi muốn nói đến đó là âm thanh. Thì về mặt chất lượng âm thanh thì tôi có thể với hai cái loa ở công lô đang nghe, đó là đôi Sesado Lead 2 và đôi Alpha 2 này, thì tôi có thể nói có 4 ngách đầu dòng như sau. Thứ nhất đó là tiếng của Sesado rất là dày dặn và âm sắc rất là đẹp và trung thực. Thứ hai nữa là nó cái năng lượng ấy, nó đến cái người nghe rất là lớn. Thứ ba nữa là đó là cái âm hình hoành tráng như sân khấu thật, nó rất là lớn, cái sân khấu 3D của nó. Đó là 4 cái đặc điểm nổi bật của cái loa kèn Sesado này. Và tiếp theo phần 2 tôi muốn nói đến đó là các cái kỹ thuật mà tạo nên cái loa kèn Sesado này. Loa kèn, nói về kỹ thuật thì chắc chắn đầu tiên nó phải nói đến kèn. Bởi vì cái âm thanh nó có chính xác không, có trung thực không phụ thuộc rất nhiều vào cái kỹ thuật làm cái kèn này. Đó, cái kèn này phải cực kỳ là chính xác và cái nó rất là cứng để khi nó tạo ra một cái âm thanh nó trung thực, thì là cái kỹ thuật làm kèn này nó rất là khó. Và các kỹ sư của đội ngũ kỹ sư của Rapkate đã mất 2 năm rưỡi để thiết kế ra cái và tính toán và để tạo ra được một cái phần mềm để thiết kế ra cái dáng kèn này cũng như cái chất liệu của cái kèn này. Đó, và bên trong và cái chất liệu bên trong của cái kèn này và cũng như là cái chất liệu bên ngoài của cái kèn này để tạo ra một cái âm thanh nó đúng, bởi vì chỉ cần sai một chút xíu thôi thì cái kèn này nó sẽ không được trung thực nữa. Đó là chỉ kỹ năng cái kiểu dáng của nó, và họ mất 2 năm rưỡi để thiết kế cái đó. Kết quả là rằng họ đã tạo ra một cái loa kèn, cái kèn của rất là đặc biệt của Sesado Home, đó là nó là một kèn đặc và hai lớp dày và rất nặng. Bên trong này là có một lớp cao su đặc biệt độc quyền của hãng, những cái bí quyết mà họ đã phải điều chỉnh rất nhiều để tạo ra được một cái chất liệu của kèn như thế này. Đấy, và cái kèn này nó rất là nặng. Cái riêng cái kèn trung này, trung âm này nó đường kính 58 cm mà nó nặng tới 63 kg. Và họ còn có những cái kèn trung trầm nó đường kính 103, nó nặng tới 1 tạ 1, và có những kèn nặng 250 kg nữa. Đấy, vậy rằng là chúng tôi chưa nhìn thấy một cái hãng loa nào có một cái kèn nó kỹ thuật nó đặc biệt mà nó khó mà nó nặng như là kèn Sesado. Và kết quả rằng là cái tiếng âm thanh của Sesado, kèn Sesado rất là tự nhiên, trong trẻo và rất là chính xác. Đó là cái kết quả của cái kèn này. Thứ hai nữa, cái kỹ thuật thứ hai nữa đó là cái kỹ thuật về củ loa. Bởi vì rằng là nếu như chỉ cần sai một chút nhỏ về âm thanh thôi thì nó ra cái miệng này nó sẽ được khuếch đại lên 10 dB, cho nên là buộc những cái củ loa cho cái loa kèn chất lượng cao phải là cực kỳ tốt. Đó, và hãng đã đặt riêng của cái củ loa, hãng đã đặt riêng cái củ TDA của hãng Pioneer, và họ đặt riêng vào những cái củ tốt nhất để dành cho cái hãng cái loa kèn Sesado này. Với cái đôi loa Alpha 2 này thì họ đang sử dụng một cái củ loa chung, đó là củ TAD với cái model là TD4001. Đó, đây là cái củ loa chung. Và cái loa chép thì cũng của hãng Pioneer, và nó có cái model là ET703. Đó, cũng là củ của hãng Pioneer, là những củ rất là đặc biệt. Đó là cái củ loa. Và phần thứ ba nữa đó là cái phần về phần bát. Cái phần bát làm thế nào để cái loa bát nó, cái loa có những cái loa bát điện, bát horn họ bát đường kính 40 mà cái tốc độ nó phải đạt được
như là một cái loa chung đường kính 13 cm và 3 cm và loa chép đường kính 1 cm. Đấy là cái điều rất là khó. Ba cái mảng loa khác nhau, có kích thước khác nhau, mà một cái mảng to như thế này, mảng 40 mà làm sao đảm bảo nó tốc độ nó giống với một cái mảng loa chung này 13 cm, đấy là một điều rất khó. Và ông Rapkep bí quyết ông đã bật mí, đó là nó phải phụ thuộc rất nhiều. Thứ nhất đó là vào cái củ loa, chất lượng của củ loa bát, và thứ hai nữa nó phải phụ thuộc vào cái kỹ thuật mà họ đóng cái miệng horn như thế nào để ra được cái đồng pha, cũng như là cái tốc độ của cái loa kèn này nó vừa nhanh mà nó lại phải giống nhau. Đấy là chỉ cái kỹ thuật làm loa bát. Và set shadow thì để tiện dụng cho người chơi và không bị tốn kém về mặt âm ly, thì họ đã tạo ra những cái súp, cái bát horn có điện công suất khoảng 1200W công suất để cho mọi người đỡ phải nặng về cái âm ly, và khi đó âm ly nó chỉ đánh cái phần trung tét thôi, thì nó sẽ đỡ rất nhiều cho cái người có người chơi đó. Và đó là bốn những cái kỹ thuật chính để tạo ra cái dòng set shadow này. Và trong cái set shadow này nó còn một cái nữa để mà đồng pha được hoặc điều chỉnh được một chút, họ có thể cho phép chúng ta chỉnh cái nút vặn này, đó chính là cái chỉnh cái tiến lùi của cái loa chung này một chút. Và ở dưới này nó có một cái nút chỉnh giống tương tự như thế, cái này có thể để họ để chỉnh cái loa chép này tiến lên lùi xuống theo cái chập cái dọc này, để chúng ta tùy từng cái phòng làm sao cho nó khớp với cả cái loa chung và loa bát, thì chúng ta chỉnh cái nút này là nút loa tiến lùi của loa chung, và cái nút này, cái này là của loa chép, đó là sự đồng pha. Đó là những cái tôi vừa giới thiệu với bạn, là những cái đặc điểm nổi bật của set shadow và những cái kỹ thuật chính để tạo ra dòng set shadow này. Và nếu như mà bạn muốn trực tiếp mà để trải nghiệm những cái âm thanh của set shadow này thì mời bạn đến showroom của chúng tôi tại Commodo tầng 1 Tòa Tháp Hà Nội 492 và trên Hoàn Kiếm Hà Nội. Và trân trọng cảm ơn bạn đã lắng nghe cái phần chia sẻ của tôi.